Làm việc tại hiện trường, các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo khái quát về tiến độ thực hiện dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Theo đó, thời gian qua, các sở, ban ngành và địa phương liên quan đã phối hợp, nỗ lực phấn đấu triển khai dự án. Tỉnh cũng đã giao cụ thể cho từng địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, phối hợp với nhà thầu, ban quản lý đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo các sở ngành liên quan tạo điều kiện cung ứng đủ vật liệu xây dựng cho thi công dự án. Sự cần thiết và cấp bách của các dự án đầu tư tuyến quốc lộ 15D nối La Lai về khu bến cảng Mỹ Thủy và cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, dự án khu bến cảng Mỹ Thủy, khu công nghiệp Quảng Trị, xây dựng kho bãi và hệ thống băng tải kết nối hai kho bãi tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lai và đầu tư tuyến cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng rất mong muốn chính phủ, các bộ ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để tỉnh hoàn thành tốt những dự án nêu trên. Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương tỉnh Quảng Trị và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ trong thời gian qua. Thủ tướng đề nghị cần phải tập trung chỉ đạo sát sao, ra soát từng khâu, từng phần việc để đáp ứng đúng tiến độ. Cần có phương án tối ưu để đảm bảo cuộc sống dân sinh, tập trung chỉ đạo xây dựng khu tái định cư kịp cho dân. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, tạo tính kết nối liên vùng, làm tiền đề để phát triển mạng lưới giao thông. Không gian phát triển mới này thì nó sẽ kích thích tất cả cái này. Các em yên tâm, cái này cũng thế thôi, bởi vì đã có cái cảng này kéo dài ra, Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh Quảng Trị có thế mạnh về vấn đề du lịch tâm linh. Do đó, về phía tỉnh cần tính toán vấn đề quy hoạch khu di tích đặc biệt thành cổ Quảng Trị cũng như các nghĩa trang quốc gia nhằm thu hút du khách và bạn bè quốc tế đến với mảnh đất thiêng Quảng Trị. Thành cổ, nghĩa trang, quy hoạch lại, xây dựng dự án. Thế còn sau khi có dự án rồi thì kêu gọi hợp tác công tư rồi xã hội hóa vân vân nó phải có đã nha. Đấy là cái việc thứ hai. Cái việc thứ ba là các cái hệ thống giao thông này nó phải xong quy hoạch, xong dự án, xong tất cả các thủ tục từ giờ đến cuối năm. Cái thứ tư là phải đẩy mạnh cái giải vốn đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu, rồi cái chương trình phục hồi, tức là cái đường cao tốc Bắc Nam đây nha. Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh cần tập trung vào các chương trình phục hồi phát triển kinh tế, các động lực tăng trưởng, đầu tư tư nhân và hợp tác với nước ngoài. Cần quan tâm đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, các gia đình có công với cách mạng.